Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo diễn biến mưa trong ngày và đêm nay 15 tháng 10 ở cả ba miền. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 15 tháng 10, vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời điểm chiều và đêm 15 tháng 10, dự báo có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ với cường suất lớn, lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 6 giờ. Khu vực vùng núi Tây Bắc và các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Thái Nguyên thuộc khu vực Bắc Bộ. Thời điểm chiều tối và đêm 15 tháng 10, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới.